Thưa quý vị, giới tiên tri nhận định tuổi Tuất tháng 3 năm 2022 âm lịch thoát khổ, giàu nứt đố đổ vay. Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp, Tuất là con vật đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Tuất đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn và không ngại khó khăn nguy hiểm. Về sau thì họ cũng có được những thành tựu rất là lớn trong sự nghiệp của mình. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2022 nhâm dần của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy rằng tuổi Tuất có vận trình hung cát đan xen. Nhưng nếu chỉ cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi thì bản mệnh sẽ được giàu nứt đố đổ vách và phất lên như diều gặp gió. Hơn nữa, quý bản mệnh trong tháng này còn được cục diện tam hợp với thái tuế của năm, cho nên trong năm 2022 nhâm dần thì những gia chủ tuổi Tuất sẽ có được sự tương trợ từ quý thần và từ đó thì vận trình công việc được hanh thông, con đường tài lộc cứ vậy mà rộng mở. Để nắm rõ được vận trình của những gia chủ tuổi Tuất trong tháng 3 âm lịch, xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi nội dung mà chúng tôi sẽ bàn luận cùng quý vị ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các gia chủ tuổi Tuất trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng 3 cho gia chủ tuổi Tuất, trên phương diện sự nghiệp gặp khó khăn, bủa vây, cạm bẫy sang lối, người tuổi Tuất làm việc vất vả hơn, mất công mất sức mà chưa thể thu về được kết quả như mong muốn. Dưới tác động của cục diện xung khắc, người tuổi Tuất làm gì cũng một thân một mình, không có người thân hay bạn bè giúp đỡ. Người làm công ăn lương, bấp bênh với công việc hiện tại, gặp nhiều thị phi tại nơi làm việc, không được cấp trên công nhận, cho nên bạn phải thật sự bình tĩnh để tìm cách giải quyết mọi công việc, tránh để cảm xúc lấn át, làm hỏng việc lớn. Người tự chủ kinh doanh buôn bán cũng không khởi sắc hơn, gặp nhiều bất lợi, tệ hơn là có dấu hiệu bị hãm hại, chèn ép bởi đối tác, thận trọng trong hùn hạp, làm ăn, kẻo tiền mất, tật mang. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Công việc lợi bất cập hại cho nên tài lộc cũng giảm sút trông thấy, xung khắc địa chi ngăn cản nhiều cơ hội làm giàu dù đã ở trước mắt. Trong tháng kiếm tiền đã khó khăn, tiền làm ra lại khó giữ, bạn sẽ phải chi tiêu rất nhiều các khoản lớn, nhỏ vào những công việc, sinh hoạt trong gia đình cũng như là công việc làm ăn. Người làm công ăn lương thu nhập hầu như không tăng do chỉ có một nguồn thu chính. Kinh doanh buôn bán cũng không mấy thuận lợi, dễ bị tình trạng bùng hàng và ý ẩm. Đây không phải là thời điểm lý tưởng để hợp tác mở rộng làm ăn hay đầu tư. Khả năng cao không thu hồi được vốn, nghiêm trọng hơn còn khiến bạn rơi vào cảnh túng thiếu nợ nần. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát sẽ khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Tuất tháng này không tốt, thường xuyên ốm đau, bệnh lâu ngày mới khỏi. Áp lực do phiền muộn cuộc sống khiến gia chủ phải suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe, khó tránh các chứng bệnh về thần kinh và hệ tiêu hóa như đau đầu, đau dạ dày, giảm sút thị lực. Vì thế, quý gia chủ cần học cách cân bằng giữa công việc, học tập và nghỉ ngơi để thư giãn đầu óc, tinh thần, nên kết hợp với luyện tập thể dục thể thao thường xuyên để tăng cường thể lực. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo.
Tháng này về phương diện tình cảm gia đạo không được tốt, với những người tuổi Tuất chủ về chuyện gặp chuyện buồn, thiếu hòa khí. Người độc thân dù được một vài cơ hội gặp gỡ người khác giới do người lớn giới thiệu, nhưng nam nữ vẫn khó tìm được người ưng ý, các mối quan hệ chỉ chớp nhoáng, rồi đi, khó động lại. Những gia chủ tuổi Tuất đã yên bề gia thất tháng này dễ xảy ra các cuộc tranh chấp cãi vã, có lớn có nhỏ, khiến tình cảm rạn nứt, không khí gia đình không được yên ấm. Các cặp đôi đang hẹn hò mà tính chuyện kết hôn e rằng khó mà thành đôi. Tử vi của từng tuổi Tuất trong tháng 3 âm lịch năm 2022, tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994, Sơn Đầu Hỏa. Người tuổi Giáp Tuất gặp nhiều chuyện tốt đẹp trong công việc, vì thế bản mệnh cần phải nắm chắc cơ hội để thể hiện năng lực và tài hoa của mình trong tập thể. Người tuổi này cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh việc kiếm tiền được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu. Nếu có cơ hội, có thể tìm hiểu thêm các lĩnh vực đầu tư, phân tích tình hình thị trường, bạn có thể kiếm được những khoản thu nhập ngoài mức lương chính. Phương diện tình cảm không có nhiều khởi sắc. Những người còn độc thân có thể có nhiều đối tượng khác giới theo đuổi, nhưng khuyên bạn không nên đi đến những quyết định quá vội vàng mà nên suy nghĩ thật cẩn thận, quan sát kỹ càng. Tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Tháng này, tình hình sức khỏe của những người tuổi Tuất sinh năm 1982 không thực sự lý tưởng, chủ yếu là bởi bạn phải chịu tác động nặng nề của cục diện xung khắc. Bạn cần phải chú ý đến an toàn của bản thân, đặc biệt là khi di chuyển hoặc khi lao động chân tay, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh cần hạn chế tính cách nóng nảy, không nên đắc tội với mọi người xung quanh. Bạn cũng cần lập những kế hoạch cụ thể cho công việc của mình để có chí hướng phấn đấu, dù gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc giữa chừng. Trong chuyện chi tiêu, đương số dễ rơi vào cảnh vay nợ vì tiêu tiền bừa bãi cho những mục đích không thực sự cần thiết. Người làm ăn kinh doanh cần hạn chế đầu tư, chớ nên tin theo lời rủ rê của người khác đổ tiền vào những hạng mục không đáng tin cậy. Tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Tháng này, nhiều phương diện cuộc sống của người tuổi Tuất sinh năm 1970 không được thuận lợi như ý muốn. Trong sự nghiệp, bạn gặp phải nhiều trở ngại, lại thêm ảnh hưởng của tuổi tác, bản mệnh thường muốn từ bỏ giữa chừng, hoặc dù có tiếp tục thì cũng không thực sự nhiệt tình trong quá trình tìm cách giải quyết. Thái độ làm việc không cẩn thận này khiến sai sót lại càng dễ xảy ra hơn, nghiêm trọng có thể dẫn đến tình trạng bị giáng chức hoặc bị phạt tiền. Phương diện tình cảm cũng không thực sự ổn định, bạn dễ bị lôi kéo bởi những cám dỗ bên ngoài, lạnh nhạt với nửa kia. Nếu không tự nhắc nhở bản thân, bạn sẽ dễ bị sa ngã khiến hôn nhân đi đến bờ vực đổ vỡ. Tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, Bình Địa Mộc. Tháng này có sự tương khắc bất lợi cho những người tuổi Mậu Tuất, chủ về khó khăn, gặp mọi sự bất lợi, công việc làm ăn của gia đình gặp đủ chuyện rắc rối, bất lợi, hoạt động kinh doanh trì trệ do bị đối thủ cạnh tranh phá hoại. Về gia đạo thì bất ổn, thiếu hòa khí giữa anh em, con cháu trong nhà, thường xuyên xảy ra lục đục cãi vã. Thời gian cuối tháng mọi việc có thể sẽ tươi sáng hơn. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn, Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân Thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Tuất trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 9 tháng 3 năm 2022, tức ngày 9 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 3 năm 2022, tức ngày 21 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán.
các ngày tốt đối với người tuổi Tuất trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 3 năm 2022, tức ngày 8 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 3 năm 2022, tức ngày 20 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc cụ thể như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người tuổi Tuất trong tháng 3 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết được là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại!